trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó. Vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Xót thương muôn vàn phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, như chúng ta thấy ở ngay trước mặt chúng ta, nơi nền thánh giá trung tâm của vườn thánh, vừa rồi cùng với hội đồng mục vụ, chúng ta đã tu sửa lại khu vực này để khang trang hơn và cũng để thuận tiện cho mỗi khi chúng ta hiện diện ở đây cầu nguyện và cử hành thánh lễ cho các tín hữu đã qua đời. Công trình này là chung của toàn thể giáo xứ của chúng ta, nhưng đặc biệt có sự đóng góp một cách rất là tích cực của một số gia đình ở trong giáo xứ chúng ta, đóng góp về phần tượng, đóng góp về tiền của,
ngoài cái phần đá mà chúng ta đã có sẵn sau khi làm xong công trình nhà mục vụ và sân, thì toàn bộ tượng và công thợ tất tần tật là hết 120 triệu. Chúng ta có tràng pho tay cảm ơn các gia đình đã đóng góp vào công trình này. Hôm nay chúng ta hiện diện ở đây nhân ngày lễ giỗ lần thứ 38 của cha cố Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh. Chúng ta cùng xin Chúa chúc lành cho bức tượng qua việc làm phép, và chúng ta cũng xin Chúa trả công cân xứng cho những ai đã góp công, góp của cho những công việc chung của giáo xứ chúng ta. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta đứng hợp ý cùng với cha phụ trách lớp tu đức bên chủng viện làm phép bức tượng trước khi chúng ta cử hành thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trau dồi cho đang ngồi. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh chúa, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, thì mỗi lần chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con này xin Chúa làm phép và thánh hóa tượng Đức Mẹ Sầu Bi, để ai tôn kính tưởng niệm đến Con Một Chúa và Đức Trinh Nữ Maria trước ảnh tượng này, thì xin Chúa đói thương để hai siêng năng tôn kính đọc kinh cầu nguyện trước ảnh tượng Đức Mẹ Sầu Bi này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của Người được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn đồng nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính Cha Phaolô, trọng kính Cha Phó, kính thưa quý sơ, quý thầy, quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Lời đầu lễ con xin chân thành cảm ơn Cha Sứ Phaolô đã dành cho con cái hân hạnh được dâng thánh lễ nhân dịp kỷ niệm lễ dỗ lần thứ 38 của cha cố Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh. Hôm nay con rất hân hạnh được cha xứ ủy thác cho con cái niềm vinh dự này. Thì đối với con cũng như quý cụ, quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta đều là những con nợ về ân phúc, về đức tin mà cha cố Phaolô ngài đã dành cho chúng ta. Thì đối với bản thân cá nhân của tôi thì năm 1980 ngài đã lên Hà Thao và ngài đã cho tôi xưng tội dự lễ lần đầu. Và rồi thời kỳ đó là thời kỳ cấm cách khó khăn, cho nên ngài cũng thêm sức cho anh em chúng tôi luôn. Thế rồi tiếp theo đó thì tôi cũng rất là hân hạnh, đó là cũng có một vài lần, mỗi lần khi bố tôi xuống đây đón ngài đi lên lễ ở Hà Thao hay là ở đâu đó thì được ngài ghé qua nhà, và đó là một kỷ niệm hạnh phúc trong những thời đó. Mà mỗi khi mà được một cha đến vào trong gia đình của mình thì đúng như là một vị vua ngự giá vào trong gia đình mình vậy. Thế rồi đối với bố mẹ của tôi thì đầu tiên cái ân phúc mà gia đình ngày tuổi này hôm nay tôi có được thì đó là năm 1970 thì bố mẹ tôi đã xuống Hàng Nguyên và chính cha cố Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh đã cử hành hôn phối cho bố mẹ tôi. Và có lẽ từ những cái ân phúc đó mà ngày hôm nay tôi lại có được cái diễm phúc này. Vậy qua thánh lễ của ngày hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời cho ngài. Và nếu ngài đã lên thiên đàng rồi thì xin ngài cầu cùng Chúa ban muôn vàn ân phúc xuống trên con dân, trên mỗi người và mỗi gia đình ở trong giáo xứ Hàng Nguyên của chúng ta. Và trong thánh lễ này chúng ta cũng hợp ý với một số gia đình xin dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên nội ngoại đã qua đời. Xin Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời cho cha cố Phaolô và cho mỗi người chúng ta được ơn như ý mà chúng ta xin dâng lễ cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả tiên thần, cả thánh và anh chị em cầu cho tôi chữa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã chọn người anh em chúng con là Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh làm linh mục của Chúa như các tông đồ để rao giảng tin mừng và cử hành bí tích. Giờ đây người đã hoàn thành nhiệm vụ, xin cho người được vui mừng chiêm ngưỡng thánh nhan. Chúng con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con ngài sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Bài trích sách khôn ngoan: linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và lỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rời vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu sửa phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc. Vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong nửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa. Lạy đồng cô long xanh tươi, Chúa đưa tôi vào nghỉ ngơi và suối lúc trong miền Nam ngát hương tuyệt vời. Người đưa tôi đi đến dòng suối mát để tôi nó say ân tình thơm ngát và hồn tôi được nuôn nấu trong nhà người. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa bảo vệ tôi chẳng lo gì. Ngài dọn bàn ăn thơm ngon trước mặt bao kẻ thù nhân. Xuống trên tôi dầu thơm chưa chan ân tình. Ngài trao cho tôi ly rượu chan chưa để giữ ân tiếng như lời đoan hứa, để từ đây hồn tôi sướng vui thành thơi. Dù trong đêm đến tôi đi bước qua thung lũng hiểm nguy, lao cố lo chi, ngài luôn đỡ lưng hộ trì. Dìu tôi đi trên con đường ngay chính, đặt trên tay tôi cây chuông vinh thắng để vượt qua ngàn muôn khó nguy lầm than. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa bảo vệ tôi chớ lo gì. Trọn cuộc đời lấy dương gian phố ân Chúa ban ngàn năm, lòng Chúa nhân từ hằng thương xót ai công bình. Ngài đưa cho tôi lo đầy ơn phúc, đời tôi chăm lắm bên ngài vui bước và lòng tôi từ nay chưa tràn nguồn vui.
bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, lòng trông cậy không làm cho chúng ta phải hổ thẹn, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Ngài đã ban cho chúng ta ngay khi chúng ta còn yếu đuối, theo kỳ hẹn Đức Kitô đã chịu chết cho những người bất chính. Ít có ai chết thay cho người công chính, họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, nghĩa là ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được lên công chính trong máu của Người, thì nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh lộ. Thật vậy, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, hẳn chúng ta càng được cứu độ hơn nữa trong sự sống của chính Đức Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Người mà bây giờ chúng ta đã lãnh nhận ơn giao hòa. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh danh Cha. Lúc đó từ trời có tiếng phán rằng: ta đã tôn vinh danh ta, và ta còn tôn vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cách đây 15 ngày, khi mà tôi thông báo bán cái bàn thờ ở chỗ hiện tại chúng ta dâng lễ, sau khi mà lễ xong thì có mấy người gọi điện cho tôi xin mua. Thế nhưng mà chỉ có một người nhanh chân nhất thì được. Cộng đoàn có biết đó là ai không? Cụ Trẻ Nhiên. Cụ Trẻ Nhiên, một người lớn tuổi không dùng điện thoại, thế nhưng mua rất là nhanh. Đó là cái tinh thần rất là tốt lành của Hoàng Nguyên chúng ta cho những công việc chung.
tạ ơn Chúa là cho đến giờ phút này thì chúng ta vẫn còn rất hăng hái với những công việc chung. Và như cha chủ tế nói, chúng ta là những người mang ơn và chúng ta có bổn phận phải trả ơn. Đó là cái lẽ rất là đương nhiên. Và khi mà chúng ta là những người biết trả ơn thì chúng ta cũng biết tạ ơn Chúa. Khi mà ra nhà cụ Giuse Vọng sáng hôm kia để làm nghi thức nhập quan cho cụ sáng hôm qua, thì lúc bấy giờ trời khá là rét, cũng có một vài hạt mưa. Tôi có hỏi một số người ngồi ở sân, ngày mai mà rét 10 độ mà lại mưa nữa thì các cụ có ra vườn thánh để dâng lễ cho cha cố chỉnh không? Các cụ bảo ra chứ. Tôi bảo rét thế làm sao mà ra được. Bảo rét cha ngồi trên này rét chứ chúng tôi ngồi dưới đâu có rét. Có người còn nói vui rằng đằng nào chả ra vườn thánh, cho nên là cứ ra trước cho biết. Nhưng mà thực ra đó chỉ là nói vui thôi. Còn khi mà chúng ta rất là hăng hái, rất là mong mắn ra ngoài này dâng lễ cho cha cố Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh, là chúng ta đến đây với lòng biết ơn. Chúng ta cầu nguyện cho người, chúng ta nhớ đến người, đó là lòng biết ơn của chúng ta. Và như cha chủ tế nói, nếu như Ngài đã được ban thưởng nước trời thì Ngài lại tiếp tục cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Khi mà hỏi những người khoảng 60 tuổi về cha cố Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh thì cũng biết tương đối nhiều. Thế nhưng mà hỏi Ngài về đây năm nào thì chỉ những người lớn tuổi mới biết thôi. Ngài về đây năm 1953 làm phó sứ. Rồi sau đó thì Ngài được bề trên sai sang Hoàng Xá. Rồi đến năm 1957 Ngài lại được bề trên sai về Hoàng Nguyên làm chính sứ. Và ở Hoàng Nguyên cho tới năm 1986, tức là 29 năm. 29 năm làm cha sứ của Hoàng Nguyên và coi cả cái khu vực này từ Bút Đông, Hoàng Xá và cho đến tận Hà Thao. Thậm chí còn lên đến tận cả Kẻ Vồi nữa. Vào cái thời kỳ đầy khó khăn, vào cái thời kỳ đầy vất vả, và nó có nhiều những cái sự cấm cách từ phía xã hội nữa. Thế nhưng mà Ngài vẫn chu toàn công việc của mình. Và nhờ cái lòng nhiệt thành, nhờ cái sự khôn ngoan của Ngài mà khu vực này đã được nuôi dưỡng trong ơn Chúa, được nuôi dưỡng trong các bí tích và được lớn lên trong tình yêu mến. Vì thế mà khi nói về cái miền Đông Phú Xuyên, đặc biệt là khu vực này của chúng ta, thì cha nào cũng có cái nhận định đây là một khu vực có một đời sống đạo đức khá là tốt lành, khá là sinh động và tinh thần gắn kết. Cha Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh khi mà nhắc đến, chúng ta đều nhớ đến Ngài là một con người nhỏ bé, hiền lành, vui tươi và rất nhiệt thành. Tôi được nghe nhiều câu chuyện về cha cố Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh, nhất là những tuần Ngài đi làm phúc. Khi mà tới đâu làm phúc, Ngài ở đó luôn một tuần. Ở đó một tuần sinh hoạt với bà con giáo dân, mà thường thì sinh hoạt tại nhà các ông trùm ông quản, có gì thì ăn đấy, dâng thánh lễ, giải tội, cử hành các bí tích và trò chuyện với những người đến gặp Ngài cho tới khuya. Đó là những hình ảnh rất là đơn sơ, rất là dễ thương. Thế nhưng nó lại mang một giá trị rất lớn, giá trị của ơn thánh. Chúng ta hôm nay hiện diện ở đây để cầu nguyện cho Ngài. Chúng ta cùng nhìn lại cuộc sống của Ngài. Và cuộc sống của Ngài là ơn gọi của hạt lúa mì. Hạt lúa
rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng khi nó thối đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để nói về chính Ngài. Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, xuống thế làm người, đón nhận thân phận con người như chúng ta. Nhưng không phải chỉ để hiện diện mà còn để cho đi. Chúa Giêsu cho đi cuộc sống của Ngài, cho đi tự do của Ngài, cho đi hạnh phúc của Ngài, cho đi cả sự sống nữa. Đặc biệt là trong cuộc thương khó, trong cái chết, thì Chúa Giêsu cho đi đến tận cùng, không còn giữ lại cái gì nữa. Ngài từ trời xuống thế mà đồng hành với con người trong tất cả mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Trong mùa phục sinh, xin lỗi, trong mùa Giáng sinh, chúng ta đã chiêm ngắm con Thiên Chúa xuống thế làm người. Trong sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta đã thấy Chúa Giêsu bước xuống dòng nước với những tội nhân để nâng họ lên. Và qua Tết này, chúng ta sẽ đi với Chúa trên các chặng đường thương khó để thấy được ơn gọi của hạt lúa mì rơi xuống đất, thối đi để mang lại mùa màng tốt tươi. Cha Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh cũng sống cái ơn gọi như vậy, từ bỏ gia đình để bước theo Đức Giêsu trong công việc phục vụ. Và như tôi vừa mới chia sẻ với cộng đoàn, Ngài ở với chúng ta ở đây 29 năm, phục vụ cả một cái miền rộng lớn như thế này với biết bao nhiêu công việc. Hôm nay tại Hoàng Nguyên, tôi với cha phó mà còn làm không hết việc. Ấy vậy mà Ngài ở vào một thời kỳ rất khó khăn, Ngài vẫn chu toàn một cách nào đó. Đương nhiên không phải chu toàn được tất cả mọi sự, thế nhưng cho thấy rằng Ngài đã rất là nỗ lực, rất là nhiệt thành và rất là hy sinh. Khi mà suy gẫm về hạt lúa mì thì chúng ta không chỉ hướng về Chúa Giêsu, không chỉ hướng về các thánh, cũng không chỉ hướng về cha cố Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh, mà chúng ta được mời gọi suy gẫm về chính ơn gọi của chúng ta. Mỗi người chúng ta cũng là một hạt lúa mì được gieo vào lòng đời này. Chúng ta sẽ trơ trọi một mình khi mà chúng ta quy hướng về bản thân. Cái gì cũng phải là của tôi, cái gì cũng phải là cho tôi, cái gì cũng phải là phục vụ cho tôi, thì lúc bấy giờ mình chỉ trơ trọi một mình thôi. Nhưng khi chúng ta sống với, sống vì, sống cho người khác, thì lúc bấy giờ chúng ta sống cái ơn gọi của hạt lúa mì được chôn vào lòng đất, nó sẽ thối đi. Và những điều mà chúng ta sinh ra ở trong cuộc đời này sẽ là những điều tốt lành. Tốt lành không chỉ cho mình, mà tốt lành cho những người khác nữa. Mỗi người chúng ta, kẻ trước, người sau, cũng sẽ ra nơi vườn thánh này. Đó là cái chuyện mà không ai chối cãi được. Và khi mà ra nơi vườn thánh này, chúng ta sẽ gửi gắm thân xác ở đây, nhưng linh hồn của chúng ta thì đến trước tòa Chúa để đón nhận sự phán xét. Bây giờ Chúa sẽ hỏi chúng ta về những gì chúng ta đã làm, về những gì chúng ta đã nói, về những gì chúng ta đã thực hiện. Nếu mà chúng ta sống cái ơn gọi của hạt lúa mì, chúng ta sẽ được Chúa chúc phúc và sẽ ban thưởng nước trời. Còn nếu như chúng ta cũng là hạt lúa mì nhưng chỉ trơ trọi một mình, không chịu thối đi, không chịu hy sinh, không chịu vì, không chịu nhận trách nhiệm, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ có một mình. Một mình ở đây là một mình ở cả bên ngoài tình thương của Chúa nữa. Chúng ta cầu nguyện cho cha cố Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh, đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, để chúng ta sống trọn cái ơn gọi của hạt lúa mì được gieo vào lòng đời,
luôn biết tạ ơn Chúa vì sự sống Chúa ban tặng, và sẵn sàng sống với, sống vì và sống cho người khác, nhất là những người ngay ở bên cạnh mình, để cuộc sống của chúng ta luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều bình an và luôn hướng đến hạnh phúc tốt lành mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô chính là sự sống lại và là sự sống. Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và những ai sống mà tin vào người sẽ cùng được phục sinh với người. Với niềm tin tưởng và hy vọng vào sự sống đời đời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Chúa nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các mục tử và tu sĩ trong hội thánh luôn hăng hái nhiệt thành và có những phương thế hữu hiệu để loan báo mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, là nguồn hy vọng cho toàn thể nhân loại trong thế giới hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện. Tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người đang sống trong xã hội chịu nhiều ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy vật và hưởng thụ hôm nay, biết khao khát và tìm kiếm sự vĩnh cửu nơi tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa nói: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cha cố Phao-lô mà chúng con dâng lễ dỗ hôm nay, được Chúa thương thanh tẩy mọi lỗi lầm và đón nhận vào nước trời hưởng vinh quang bất diệt cùng các thánh. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta cùng nhận ra thực trạng đời mình, để luôn trung thành theo Đức Kitô ở đời này, hầu ngày sau được hạnh phúc với Người ở cõi phúc đời đời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Cha là Thiên Chúa hằng sống, Cha đã thương ban sự sống và hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai chọn niềm tin tưởng nơi Cha. Xin nhận lời chúng con tha thiết cầu nguyện và giúp chúng con trong cuộc đời lữ khách luôn luôn biết hướng lòng về quê trời. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đời con dâng lên, dâng lên, nhờ nhỏ lành con ước mong ép thành nhỏ lành, nhớ Giê-xu dâng mình, con xin dâng trọn đời con. Rồi là
cho cả các công ban giao lại sản phẩm từ cây cháu con đầu người chúng con xin giao lên Chúa để dẫn lên sự cụ thể. Đời con dâng lên nhớ nhau lành con ước mong em thành nhỏ lành như Giêsu dâng mình con xin dâng trọn đời con trọn đời sống đơn nghèo như con Chúa dù đời con sống giữa bao khổ con ước mong thành bài ca tuyệt vời tiến dâng lên ngài đời con dâng lên nhớ nhỏ lành con ước mong em thành nhỏ lành như Giêsu dâng mình con xin dâng trọn đời con dâng lạy đầy tôi ta cuộc đời vâng thánh ý cha trọn niềm vì tình yêu sắc son dù đời có hao mòn bước theo chân ngài đời con dâng lên nhớ nhỏ lành con ước mong em thành nhỏ lành như Giêsu dâng mình con xin dâng trọn đời con Anh chị em hãy cầu nguyện thì hy lễ của tôi và cũng làm của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ lỗi thay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng hoàn thành lễ thánh lễ. Lạy Chúa vì mầu nhiệm thánh chúng con dâng xin cho linh mục Phaolô Vũ Ngọc Trình được chiêm ngưỡng tỏ tường đấng người đã trung thành phụng sự khi còn ở dưới thế. Là chính Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng... Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa chịu chết, hạ tuyên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu gần chớ tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhờ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con vào toàn thân con, xin Ngài vào toàn thân con. Vì ngoài Ngài ra con tìm đâu hạnh phúc được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con. Chúa là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con vào toàn thân con, xin Ngài vào toàn thân con. Vì ngoài Ngài ra con tìm đâu hạnh phúc được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con. Tâm tư đường thâm hoàn lạc và lòng con mơ hồi mừng hát. Ngày tháng trong đời con vẫn an nghỉ, Ngài ở bên con mãi vững tâm. Chúa là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con bao toàn thân con, xin Ngài bao toàn thân con. Vì ngoài Ngài ra con tìm đâu hạnh phúc được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con.
Chúa, con biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con. Lạy con bước vào dương thế theo ý Cha đã trao khi con là con đến để dâng hiến xác để chết đi cho anh em con. Nếu mạng sông Lào lời dương thế không chết đi không thôi đi thì lo chi chờ trời một mình thôi. Và nếu mạng sông Lào lời dương thế mà chết đi vì hiến dâng thì lo phát sinh ra nhiều bông hàng. Và lạy Chúa, con biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắp lên cho con tim con. Bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng Vũ Hoàng. Là con đến để dâng hiến chọn thân xác để chết đi cho anh em con. Nếu quả tim Lào lời dương thế không biết yêu không biết thương thì lo chi chờ trời một mình thôi. Và nếu quả tim Lào lời dương thế mà chết đi vì hiến dâng thì lo phát sinh ra nhiều hoa quả. Và nay Chúa, con biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng Vũ Hoàng. Là con đến để dâng hiến xem thân xác để chết đi cho anh em con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa nhân lành, chúng con vừa dự tiệc thánh thể là bí tích ban sự sống. Chúng con cầu cho linh mục Phaolô Vũ Ngọc Trình, Chúa đã trao phó cho người quyền phân phát những ân sủng dồi dào của Chúa. Xin Chúa cũng cho người được hưởng tận nguồn ơn cứu độ như người vẫn hằng mong ước khi còn ở trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Kính thưa quý cha, kính thưa quý sư và cộng đoàn. Chúng ta đã có một thánh lễ rất là sốt sáng. Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phaolô Vũ Ngọc Trình nhân dịp dỗ 38 năm. Đây là sự nỗ lực cũng như sự đóng góp của tất cả chúng ta, của quý cộng đoàn, của hội kèn, của ca đoàn, của bác cầu cho việc cái âm thanh, rồi của hội đồng mục vụ. Chúng ta cùng cảm ơn nhau bằng một tràng pháo tay. Chúng con cảm ơn cha Du Xe, có thể nói là hàng xóm, mặc dù ở Hoàng Nguyên nhưng mà chỉ hàng xóm thôi, bởi vì ngài bên chủng viện. Hôm nay cha đã hiện diện ở đây với chúng con trong cái ngày cầu nguyện cho cha cố Phaolô, cũng như lúc cha nói đầu lễ là ngày mà chúng con phải nhớ đến để trả nợ cho ngài, bởi vì khi mà ngài còn làm mục vụ ở đây, ngài đã lôi ơn Chúa xuống cho cộng đoàn giáo xứ Hoàng Nguyên. Chúng ta cùng cảm ơn cha Giuse bằng một tràng pháo tay. Hôm nay hiện diện ở đây và chúng ta cầu nguyện cho cha cố Phaolô, mà chúng ta lại không có cầu nguyện cho những người đang hiện diện ở đây
thì đó là một điều rất là thiếu sót. Cho nên là chúng ta cùng đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tín Kính và kinh Vực Sâu, cầu nguyện cho tất cả những ai đang gửi thân xác ở đây. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng đưa Cha chỉ đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chết mà tăng xa xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Kẻ sống và kẻ chết tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van. Nếu Chúa châm tôi nào ai rối được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thầy. Lạy Chúa, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn ra khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn ở luyện ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Vẫn tâm trong đêm.